Xin chào các bạn đến với chương trình Duy Nguyễn Ghim Phổ Ngoài Truyện ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Duy sẽ mở đầu cho cái chủ đề cơ cầu vai. Theo như Duy đánh giá, cơ cầu vai là một cái cơ đặc biệt ở người đàn ông, một nét nam thần khó cưỡng. Thì chúng ta có được một cái cơ cầu vai đẹp là chúng ta hoàn toàn rất là tự hào, cho dù bạn mặc áo sơ mi như Duy, hay là bạn cởi trần trong phòng gym, hay là bạn mặc một chiếc áo ba lỗ, hay là bạn mặc một chiếc com lê đắt tiền, thì cái cơ cầu vai nó luôn được tôn vinh. Nó luôn được tôn vinh. Chúc mừng các bạn may mắn có được cơ cầu vai đẹp. Và các bạn chưa có cơ cầu vai đẹp thì các bạn hãy nghe video này. Nói vậy không có nghĩa là các bạn có đẹp rồi không cần phải nghe. Cứ nghe hết nha các bạn. Nhưng mà đổi lại, cái cơ cầu vai là một nhóm cơ rất là khó tập. Không dễ tập đâu, khó cảm nhận và khó thành công nữa. Và cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua những cái nhận định đầu tiên về cái cơ cầu vai trước. Rồi những video tiếp theo chúng ta sẽ đi mổ xẻ ra những cái vấn đề để cho chúng ta có được một cơ cầu vai đẹp. Cơ cầu vai là một nhóm cơ ăn tiền nhất cơ thể. Không. Cái luận điểm này thì nó không hoàn toàn chính xác, nhưng mà nó cũng không hoàn toàn sai. Tại sao mình có thể nói là cái cơ cầu vai nó là một cái cơ mà nó ăn tiền? Nó ăn tiền thì chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ cảm thấy nó quan trọng. Thì nó quan trọng ở những cái điểm nào? Nó quan trọng ở những cái điểm sau đây. Thứ nhất, cái cơ cầu vai của bạn dày, nó sẽ che lấp được phần ngực trên. Nó che được cái xương đòn ở đây nè bạn. Bạn không thấy xương nữa. Cơ cầu vai bạn dày lên đi. Rồi nó tràn ra, nó làm bổ sung cho sự hoàn hảo của cơ vai. Cơ vai bạn là cục tròn ở đây. Thì cơ cầu vai nó đổ từ đây đổ xuống, nhìn cái người bạn nó sẽ hoàn hảo hơn. Và nó sẽ vòng về phía sau. Nó vòng về phía sau là phía ót của bạn cái này. Nó chạy dọc theo xương sống. Nó làm dày cái lưng bạn lên. Đúng không? Mà tưởng tượng nếu mà một người dày cái lưng mà cơ cầu vai không có, thì nó bị lõm ngay chỗ cột sống. Đó. Thì nếu mà cái cơ cầu vai bạn nó đẹp, thì những cái vùng cơ trên cơ thể phía trên của bạn sẽ rất là đẹp, bất kể mặt trước hay mặt sau. Và ngược lại, cơ cầu vai của bạn xấu, cơ cầu vai của bạn không tốt, thì nó sẽ dìm hàng hết những cái nhóm cơ lúc nãy mà Duy Nguyễn kể ra. Đó. Khổ vậy đó. Tự nhiên tôi tập ngực đẹp mà cơ cầu vai tôi cũng đẹp, đâm ra nhịn ngực tôi nó cũng không đẹp. Đó là cái cơ nó mang tính chất quan trọng là nó nằm ở chỗ đó nha các bạn. Cái nhận định số 2 á, là cơ cầu vai và cơ vai là hai nhóm cơ song hành. Đúng không? Rõ ràng cơ cầu vai đẹp thì phải kết hợp với cơ vai. Ở trong phòng gym có rất nhiều bạn nghĩ rằng cơ ngực sẽ là cơ quan trọng nhất, nhưng không phải. Cơ cầu vai nó sẽ quan trọng hơn cơ ngực. Cái cặp cầu vai với vai nó nguy hiểm hơn. Tại sao nó nguy hiểm hơn? Tại vì thứ nhất á là nó thể hiện được cái sự mạnh mẽ của người đàn ông. Ta nói là vai mà cầu vai đứng là nhìn là thấy là mạnh mẽ rồi, sự hùng dũng, sự uy nghiêm của người đàn ông nó thể hiện qua nhóm cơ vai và cơ cầu vai. Rồi khi mà cơ cầu vai của bạn đẹp rồi đó, thì bạn mặc quần áo vào nó sẽ rất đẹp. Cặp vai cầu vai á, mặc quần áo vào nó sẽ rất đẹp. Còn ngực á thì đương nhiên nó cũng là một cái nhóm cơ thẩm mỹ đó, mà nó thì khi mà chúng ta ngực đẹp rồi, chúng ta mặc chúng ta thấy phần trên, và cái phần sau đây thì nó quan trọng hơn. Ở đây Duy Nguyễn không nói là cái ngực với cái cầu vai nó cái nào đẹp hơn cái nào, nhưng mà Duy Nguyễn chỉ đánh giá và cảnh báo để cho các bạn thấy được cái tầm quan trọng của cơ cầu vai, để cho các bạn hiểu đúng về cơ cầu vai, để chúng ta có một cách nhìn nhận và tập luyện chính xác cho cơ cầu vai. Chứ nhiều bạn ngực đẹp mà không có cơ cầu vai thì sẽ rất là đáng tiếc. Rồi thêm một ý phụ nè các bạn, khi các bạn ra đường giao tiếp đúng không, gặp gỡ người này gặp gỡ người kia, thì người ta chỉ là rờ vai bóp cầu vai bạn thôi, chứ không ai mà đi bóp ngực các bạn nha. Vỗ vai khỏe không, dạo này bự quá ta. Đó, chứ không ai mà bóp ngực khỏe hơn dạo này bự quá ta. Đó là những cái giống cơ vai và cơ cầu vai thì nó có một cái lợi thế giao tiếp sau nó như vậy. Tất nhiên nói vậy thôi, chứ nguyên tắc của Duy Nguyễn là một sự đồng đều, tất cả các giống cơ đều phải đẹp hết thì chúng ta mới có một cái body đẹp. Thì trong từng cái chủ đề mình sẽ khai thác từng giống cơ, và cái chủ đề ngày hôm nay là khai thác cơ cầu vai. Cái nhận định số 3 đó là cái cơ cầu vai á, khi mà bạn không gồng nó cũng đẹp. Nó khác những nhóm cơ khác. Những nhóm cơ khác á, chuột đúng không, phải gồng lên mới thấy được con chuột này chuột kia, phải gồng lên.
Còn cơ cầu vai còn thả xuôi, vẫn buông ra không gồng gì hết, nó vẫn nổi lên cục, nhìn cũng rất là đẹp. Đây là một nhóm cơ đặc biệt, và cái đặc điểm đó là cái đặc điểm mà Di Nguyễn rất là thích, và Di Nguyễn cũng rất là tự tin ở cơ cầu vai của mình. Nói chung nó cũng phần may mắn và phần khổ luyện mà ra một cái cơ cầu vai mà khi Di Nguyễn đi ra ngoài đường giao tiếp sau, Di Nguyễn rất tự tin, cho dù mặc đồ áo gì đi chăng nữa, mặc trang phục gì chăng nữa, thậm chí không mặc áo cũng vẫn tạm chấp nhận là đẹp, chứ không dám nói là rất đẹp. Rồi Duy phân tích ngắn gọn như vậy để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của cơ cầu vai, để chúng ta có một chiến lược tập luyện. Chứ Duy Nguyễn thấy trong thực tế ngoài phòng gym, các bạn tập cơ cầu vai nó sai nhiều cách khác nhau lắm. Và bây giờ Duy sẽ đi vào những cái sai căn bản ở cơ cầu vai mà thường gặp. Cái sai lầm đầu tiên á, là bạn tập cơ cầu vai chung với ngày tập vai. Cái này cái sai căn bản mà cái sai phổ biến luôn. Cơ cầu vai là cái cơ chế kéo, đúng không? Mình kéo vậy nó mới vô cầu vai. Còn cái vai là cái cơ chế đẩy. Cái vai là cái cơ chế đẩy. Mà bạn đi tập chung ngày là sai sắp nha các bạn. Các bạn cần phải tập cơ cầu vai chung với ngày lưng. Hầu như nó là bắt buộc. Cơ cầu vai phải tập chung với lưng. Và trong Duy Nguyễn Kim Phổ cũng đã bố trí cơ cầu vai tập chung với lưng. Nếu mà bạn nào đang sai cái này thì sửa ngay đi. Khi mà chúng ta tập lưng, cơ cầu vai nó có ăn, thì chúng ta lợi dụng cái đặc điểm đó, chúng ta tập chung cái cơ cầu vai chung với ngày cơ lưng nha các bạn. Rồi các bạn sẽ tập cơ cầu vai với bài tập upright row. Bạn có tập bài này không? Cầm thanh barbell ngắn như nè. Đó. Sai. Bài tập này không phải vô cơ cầu vai nhiều, mà đó là bài tập vô cơ vai nhiều. Mà nó còn sai nữa là không nên tập luôn nữa, chứ không phải là bạn tập như vậy là đúng. Do đó bạn tập cái bài này mà body nói là tập để phát triển cơ cầu vai là bạn đang sai. Bỏ, không cần phải sửa. Cái lỗi này là lỗi bỏ luôn, không cần phải sửa nha các bạn. Rồi các bạn sẽ tập cơ cầu vai bằng tạ dumbbell, thì Duy sẽ nói với các bạn bỏ luôn, không sửa. Khi mà bạn tập cơ cầu vai với tạ dumbbell á, thì bạn lên tạ đã khó rồi, bạn cầm hai cục tạ bạn lên đã khó khăn rồi, mà khi bạn lên tạ nó còn vướng thì sao tập bạn. Nó vướng cái đùi, bạn nhìn này, mà kéo rột rột, nó vướng cái đùi, không tập được. Còn nếu bạn để tạ dumbbell không chạm đùi, nó vi phạm nguyên tắc trọng tâm, bạn gãy lưng bằng chết luôn, đúng không? Nên cái này là bỏ, không sửa. Còn nếu bạn để ngang ở đây cũng vướng và lại không vô cầu vai nữa, đừng cố chấp, bỏ đi, không cần đâu. Rồi cái sai tiếp theo là tập cơ cầu vai mà bạn phích người hoàn toàn. Tức là bạn cầm cái barbell như này. Đó, không ai tập như vậy cả, trừ khi bạn không biết thôi. Bạn tập như vậy, thứ nhất, xét về hiệu quả vô cơ cầu vai, vô không nhiều. Xét về chấn thương nhiều. Mà khi tập luyện những bài này, nó cần phải có một cái biên độ dao động nhất định. Cái biên độ dao động của bạn nó tầm 10-20 độ tùy bạn. Thí dụ bạn tập nặng 20 độ cũng được, chả sao cả. Bạn tập 10 độ cũng được, chả sao. Nhưng mà nó phải có một cái biên độ dao động. Cái biên độ dao động nó giống như cái phục nhúng vậy đó. Khi bạn sập cổ gà, cái phục nhúng nó cứu bạn. Còn nếu mà bạn không có biên độ dao động, bạn tập những bài free weight kiểu này là bạn đau lưng đó, thậm chí là bạn đau khớp. Do đó cái biên độ dao động nó giúp cho cái động tác chính xác hơn, và nó giúp cho cái sự chấn thương nó đến ít hơn nha. Cần phải biên độ đó, tập là như nè, ví dụ đứng dậy nó biên độ dao động nè, tức là biên độ dao động là cái phần lưng của mình nó gập lên gập xuống, gập lên gập xuống như vậy. Khi mà cầu vai á, kéo lên lưng mình lên xíu, hạ xuống lưng mình thả xuống xíu, cái đó là cái cơ chế chuyển động tự nhiên của cơ thể và chúng ta tuân thủ nó trong bài tập này. Rồi cái sai tiếp theo là xuống thẳng tay khi tập cầu vai. Xuống thẳng là xuống như nè, đang kéo lên vậy đúng không, xuống thẳng là sai. Tại điểm này cơ thể nó không còn kích thích nữa mà, tại điểm này không có kích thích cơ nào, nó buông lỏng luôn rồi. Nên tại cái điểm này bạn phải gồng, bạn phải cong tay lần xíu như nè, bằng gồng thì cái sự kích thích nó còn trải qua cái cẳng tay và nó lên đến cầu vai của bạn, nó kích thích xong rồi bạn cầm cái động tác này bạn kéo lên nó mới đúng bài, chứ còn phải xuống vậy. Xuống vậy là sai nha các bạn. Rồi cái sai tiếp theo là tập cơ cầu vai mà thiếu bảo hộ lao động nè. Bảo hộ lao động là gọi cho nó vui, đây là bảo hộ tập luyện gồm có bao tay, dây kéo lưng và đai lưng, ba cái cực kỳ quan trọng. Bạn thiếu cái đó bạn cầm cái tay không vô, bạn tập không nổi. Bạn, cái lực tay bạn không tập nổi cái động tác này, bạn sẽ mỏi tay rất là sớm, và đồng thời bạn sẽ bị hủy hoại cái lòng bàn tay. Do đó các bạn phải chuẩn bị đầy đủ bảo hộ lao động để tập bài này có hiệu quả. Bắt buộc phải có là bao tay, dây kéo lưng và đai lưng.
Nếu bạn không có ba cái này thì thôi bạn bỏ luôn cơ cầu vai, bạn khỏi tập nói thật, đợt mất thời gian mà chả được cái gì cả. Thì nãy giờ Duy Nguyễn phân tích những cái điểm như vậy thì bạn sẽ thấy rằng cái cơ cầu vai đó là một cái nhóm cơ không dễ đâu, nó tồn tại rất là nhiều điểm mà chúng ta phải hiểu, ít nhất là nãy giờ 7, 8, 9 điểm rồi đó. Đó, chúng ta còn phải hiểu chính cái điểm này để chúng ta nhìn nhận cơ cầu vai nó khách quan và nó trung thực, để chúng ta cùng nhau đi đến một cái kết luận chung á, là mình cần phải tập luyện nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả nhất cái bài tập này. Cái quan điểm là phải như vậy. Chứ còn bây giờ mà bạn tập luyện cơ cầu vai, bạn bỏ người đó, nhanh chóng mà không nhanh chóng, đúng không? Hiệu quả nó không có hiệu quả thì đâu được. Đơn giản không đơn giản, nó phức tạp quá trời. Nó có người tầm cầm cục dumbbell tập vậy nè, hay không có tính rồi là nó đơn giản hay nó phức tạp quá mà sẽ bét chứ không phải đúng đâu. Hoặc là cầm tạ dumbbell mà up the road không hề đơn giản, phức tạp, không hiệu quả. Những cái yếu tố mà Duy Nguyễn phân tích trên này, nó đều vi phạm những cái nguyên tắc nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả, thì chúng ta cần phải khắc phục để chúng ta có thể tập luyện được nhóm cơ cầu vai nó đẹp nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và cái bài viết tiếp theo mà Duy Nguyễn sẽ trình bày đến các bạn đó là cái cách kỹ thuật đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả, đó là Strut, mà sẽ Strut trên 3 thiết bị hiệu quả nhất, đó là Barbell Strut, Smith Machine Strut và Trap Bar Crush. Mời các bạn đón xem.